Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Mấy bữa nay chắc là không có lên tin, mọi người cũng đang trông chờ để xem có tin gì mới không. Thật sự thì phong tỏa siết chặt cho nên là Nick cũng bị giới hạn, không có đi ra ngoài thường xuyên được, và cũng như là không có đi lên tin đi chỗ này chỗ kia để quay cho các cô chú anh chị chúng ta cùng xem nhé. Thì chiều hôm nay thì Nick ra nhận hàng chờ shipper ở ngoài đường đó, thì sẵn review một tí xíu về đoạn đường ngoài Nguyễn Tất Thành từ kho 3, kho 4 đến kho 5, xem tình hình thực tế trên đường phố hiện tại như thế nào cô chú anh chị nha. Đây là đoạn hẻm 205 Đoàn Văn Bơ, và nó cũng thông ra với lại 332 của Nguyễn Tất Thành thuộc phường 13 quận 4. Ở khu vực hẻm này cũng thông với lại hẻm 24, hẻm 46 đường Sấm Chiếu hay còn gọi là hẻm Bánh Tiêu, và cũng thông qua với lại hẻm cây Lậy. Hẻm cây Lậy thì thật sự Nick cũng mới biết cái tên gần đây chứ cũng không rõ lắm. Nghe nói là ngày xưa có cái cây người ta hay gọi là cây Lậy cho nên đặt tên hẻm là cây Lậy thôi, chứ còn thực tế thế nào thì Nick chỉ biết lại là cái tên, chứ còn biết rõ hơn tình hình thực tế thì chắc là không được như các cô chú anh chị mà từng ở khu vực này rồi. Theo thông tin ngoài lề thì khu vực này á, hiện tại thì ca nhiễm đã giảm rất là nhiều, cho nên là sắp tới có thể là phong thành vùng xanh và chắn những hàng rào để ngăn ngừa sự tiếp xúc bên ngoài bên trong để hạn chế lây nhiễm trong những ngày sắp tới đó cô chú anh chị mình nha. Bởi vì trước đây có nhiều ca dương tính và cũng có một số trường hợp tử vong cũng khá là lớn tại khu vực xung quanh đây. Còn hiện tại thì tình hình đang lắng dịu và cảm giác là nó đang ổn hơn rồi. Mong là sắp tới sẽ ổn hơn nữa cô chú anh chị. Bây giờ thì Nick đã ra ngoài đường Nguyễn Tất Thành. Khu vực này được gọi là khu vực kho 3, kho 4, kho 5. Bởi vì bên kia đường là khu cảng của Sài Gòn, con chú thì mình thấy có những cái nhà kho đó, người ta có đánh số từ 1 cho tới 5 chẳng hạn. Thì người ta hay đặt cho cái khu vực này là đoạn kho máy để người ta dễ nhớ theo cái cách gọi ngày xưa của những người trước ở khu vực này. Thì Nick cũng tìm hiểu và biết được lại như vậy thôi, và thật sự thì cũng còn một số cái nhà kho còn đánh dấu là số 3, số 4, số 5 giống như tại khu vực này. Thì trước mặt của chú anh chị mình đó là gốc ngã ba đường Sấm Chiếu Nguyễn Bất Thành. Đây là cái chốt chặn đã thành lập cũng cả tháng hơn rồi, khi có những chỉ thị như 16, 16 cộng, trước đó là 15 nữa ha. Tuy nhiên thì trạm này gần đây là kiểm tra siết chặt nhiều hơn nữa. Lúc trước là chỉ kiểm tra cái đầu mà từ quận 7 đi qua bên kia đường, và những ngày gần đây thì chốt bên tay phải này cũng kiểm tra liên tục để hạn chế những người không có mục đích và đi lại đó, không thiết thực thì phải ở nhà. Buổi chiều hôm nay quan sát thấy thì cô chú anh chị mình nhìn thấy là có nhiều xe cộ và người lưu thông trên đường nhiều hơn, phải không ạ? Có lẽ là ngày đầu tiên mà shipper được cho hoạt động trở lại, cho nên là chúng ta thấy có nhiều cái xe hai bánh cũng như là những người đi chuyển hàng đó thì thấy đông hơn bình thường một tí. Tín hiệu cũng là có gì đó lạc quan hơn, bởi vì những ngày qua mọi người cứ trông chờ sự đi mua, đi chợ hộ của phường hoặc ủy ban hoặc là của các anh bộ đội,
nhưng mà có lẽ là không đáp ứng nổi nhu cầu của tất cả người dân trong các quận huyện của thành phố, cho nên là cuối cùng thì vẫn phải nhờ đến các anh shipper để vận chuyển hàng hóa nhanh gọn và có sự chuyên nghiệp trong vận chuyển hàng hóa hơn. Tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn cũng như là các tỉnh thành của Việt Nam hiện tại thì cũng đang còn rất là căng của quý vị nha, đặc biệt là khu vực phía Nam, là các tỉnh miền Tây, và trong đó Bình Dương ở miền Đông thì cũng đang tăng rất là nhiều ca nhiễm. Hiện tại thì chỉ mong là có vaccine để mọi người được tiêm chủng ngừa Covid này, và sắp tới có lẽ là để giải quyết dứt điểm rất là khó phải không ạ? Nếu nghĩ là sắp tới thì mọi người cũng phải là chắc là chúng ta phải sống chung với lại con Covid này, và sau khi đã được tiêm vaccine rồi thì để hạn chế được cái sự lây lan hoặc là sự nhiễm bệnh nó sẽ không gây ra những cái trường hợp nặng để dẫn đến tử vong, là chỉ mong được dịch nó yên trở lại, phải sống hòa bình với nó rồi thì mong là vượt qua đại dịch lần này, chỉ như vậy thôi cô chú chị ơi. Còn rất là nhiều khu vực mà cô chú anh chị có yêu cầu để quay lại những căn nhà xem tình hình như thế nào, hoặc là những cô chú anh chị mình ở phương xa đó muốn tìm hiểu về cái khu vực hẻm hay là khu vực nhà xưa mình ở đó, thì biết một lần nữa là xin lỗi là trong cái những ngày này á, thì hạn chế đi lại cho nên là biết không có đi quay được. Mong rằng sau khi có được giãn cách siết chặt này đã nới lỏng á, thì biết có thể đi tới đi đôi mà quay tiếp tục quay để cho cô chú anh chị mình xem lại những khu vực đó nhé. Chiều hôm nay thì ra ngoài đường nhìn thấy có nhiều anh shipper đi giao hàng, cảm giác thì thấy nó được lên tinh thần tí, thấy thoải mái hơn rồi cô chú chị ha. Mong rằng là sắp tới sẽ tình hình được ổn định hơn và cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường, rất rất là mong như vậy phải không cô chú chị? Là video clip chiều hôm nay thì Nick xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn một lần nữa tất cả các cô chú chị đã quan tâm theo dõi, chúc nhiều sức khỏe, bảo trọng mùa dịch và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những dịp lần sau nhé. Chào tạm biệt và bye bye.